Mỗi khi nhắc đến Lạng Sơn, người ta thường nhắc đến câu ca dao: Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh. Vậy nàng Tô Thị là ai? Vì sao lại có chuyện nàng Tô Thị xưa và nay? Hãy cùng Exotic Việt Nam tìm hiểu nhé! Nàng Tô Thị thực chất là hình ảnh của một phần núi đá vôi được thiên nhiên kiến tạo, trông giống như một người phụ nữ bồng con chờ chồng. Có rất nhiều truyền thuyết về nàng Tô Thị, nhưng đều kể về hình ảnh của người phụ nữ bồng con chờ chồng như là một biểu tượng cho lòng chung thủy son sắt của người phụ nữ Việt Nam. Núi Nàng Tô Thị còn gọi là núi Vọng Phu và di tích thành Nhà Mạc là một quần thể di tích nằm trong khu di tích danh thắng Nhị Tam Thanh của tỉnh Lạng Sơn, đã được xếp hạng cấp quốc gia từ năm 1962. Người dân ở Lạng Sơn rất tôn kính nàng Tô Thị và thường gọi nàng là bà. Tuy nhiên, ngày 27 tháng 7 năm 1991, núi Nàng Tô Thị bỗng dưng bị sụp đổ, kèm theo sự xôn xao của dư luận cả nước. Người dân ở xung quanh núi kể lại rằng, khoảng 3 giờ chiều ngày 27 tháng 7 năm 1991, mây đen ùn ùn kéo đến, rồi một trận mưa lớn kéo dài kèm theo sấm chớp ầm ầm. Trận mưa hôm đó mà theo nhiều người là lớn chưa từng có từ trước đến nay, nước từ trên trời như trút hết xuống đất. Mưa kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, đến khoảng 5 giờ 30 chiều thì bỗng một tiếng nổ vang trời xảy ra kèm tượng nàng Tô Thị linh thiêng đã bị sụp đổ hoàn toàn. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra vì tiếng nổ quá lớn nên có tin đồn rằng đó là tiếng mìn nổ để phá tượng nàng Tô Thị đem đi nung vôi. Một số người dân thường đi khai thác đá quanh núi Vọng Phu để bán. Tiếng dữ đồn xa, chẳng mấy chốc tin tức tượng nàng Tô Thị bị người ta nổ mìn nung vôi lan truyền đi khắp cả nước và thậm chí có người đã bị quy án thành kẻ tội đồ nung vôi nàng Tô Thị và bị bắt giam. Với mong muốn tìm ra sự thật cho tin đồn nàng Tô Thị bị nung vôi, thạc sĩ địa lý Trương Hoàng Phương, một trong những người am hiểu về địa chất đã bắt tay vào nghiên cứu các dấu vết để lại và bằng những kiến thức về địa chất, ông đã khẳng định tượng nàng Tô Thị bị sụp đổ là do biến đổi địa chất tự nhiên, hoàn toàn không có hành vi phá hoại. Sau khi nàng Tô Thị xưa bị sụp đổ, tỉnh Lạng Sơn đã cho phục dựng nàng Tô Thị để gìn giữ một biểu tượng văn hóa đã đi vào tình cảm của bao thế hệ người Việt Nam, đó chính là nàng Tô Thị ngày nay. Hãy cùng Exotic Việt Nam chiêm ngưỡng lại hình ảnh của nàng Tô Thị xưa và nay nhé! Thị vẫn còn. Xin mời quý vị tiếp tục đón xem phần 2 và cùng Exotic Việt Nam tìm hiểu hiện tượng núi Nàng Tô Thị bị sụp đổ ở góc độ địa lý với sự chia sẻ của thạc sĩ địa lý Trương Hoàng Phương nhé.